em còn nhỏ vô tư quá, kệ. Anh chị chồng cũng bóng gió mà mình cũng kệ. Cứ tại vì một phần là do bạn anh em là con út. Ở trong nhà nhiều khi mình vô tư lắm, mình chẳng có bây giờ mình để ý làm gì cả. Thôi từ nay trở đi không cho con đi chợ nữa. Con đi chợ con mua nhiều như vậy rồi ăn sao hết. Kệ mẹ nói, kệ mẹ. Con không làm, con không làm. Có nhiều vấn đề nhưng mình không nghe là mình không làm. Rồi mời cô, mời em. Dạ, chào cô, chào chị. Rất vui được chào đón cô với là em tham gia chương trình. Cô có thể giới thiệu về mình. Chào Quỳnh Linh, dạ. Chào Lê Lộc, dạ. Chào tất cả. Cô là Lê Thị Hồng Hoa, 54 tuổi. Cô ở Long Khánh. Con xin chào chú Quỳnh Linh, chào chị Lê Lộc và chào tất cả các vị. Quý vị khán giả đang có mặt ở tại trường quay. Con tên là Nguyễn Thị Huyền Trâm Anh, năm nay con 27 tuổi. Hiện tại con đang kinh doanh bánh cơm ở Phan Rang, Ninh Thuận. Cơm gà hả? Cơm gà. Dạ. Và con đã về làm dâu của mẹ được 6 năm rồi ạ. Chị có em bé chưa? Dạ, em có hai bé. Bé lớn 4 tuổi là bé gái, và bé trai mới được 7 tháng. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á, cô có ấn tượng điều gì không? Ngày đầu tiên thì cô cũng không gặp nó, nhưng mà cô có nghe chú á. Chú bảo là ở nhà có cái con bé nào á, nó cứ nó ngồi ở hè nhà mình. Thì cô mới hỏi con bé nào, bà không biết, hỏi có quen không, bà không. Về sau thì chú lại nói hình như bạn gái của thằng hay sao á. Cái cô cũng nói trời ơi, thằng này mới học lại cấp 2 à, còn bé mày mày đã có bồ rồi. Cô về cô cũng nói với chú là nó bé quá, xong chẳng biết là chú nói với thằng sao. Thế là không thấy nó xuống nữa. Một thời gian là vài năm sau vậy, là về xin ba má cưới vợ. Thì năm đấy là cháu được 21 tuổi. Thì cô cũng đồng ý thôi. Nhưng cô biết là con bé ngày xưa từng ngồi vỉa hè nhà mình đúng đúng à, biết rồi luôn đúng không? Biết, biết có một cô đấy thôi. Vậy chị có ấn tượng gì về mẹ chị không? Dạ, tại vì hai vợ chồng em á quen là mới học cấp 2, tức là lớp 8. Dạ. Thế rồi bữa đấy trẻ con lắm, vô tình có một lần chị ngang qua thấy ngồi trước nhà, lúc đấy còn đang là bạn, thấy ngồi trước nhà kêu ủa nhà đây hả? Cái ông xã đó đâu, vô nhà ngồi chơi chơi phát một từ sáng cho đến trưa luôn. À, là ngồi trong nhà chồng chơi vậy đó. Ngồi hè, ngồi với hè hai đứa ngồi nhà bạn học chơi. Ấy à, học cùng lớp ấy. Ngồi nhà chơi từ sáng đến chiều rồi ba mẹ có thấy không? Chưa, mới đến trưa thôi, chưa đến chiều. Mới đến trưa mà hồi đó là ông xã có cái nhiệm vụ là phụ gia đình là cơm nước. Mà ngồi chơi cái ông xã hai quá không có làm được cái gì hết. Thế là bố chồng cũng thế nào, nói thì không nói được, bực lắm. Cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô mà cứ lườm chồng, lườm lên lườm xuống. Mà lúc đó thì em còn nhỏ vô tư quá, kệ. Anh chị chồng cũng bóng gió mà mình cũng kệ. Cứ tại vì một phần là do bạn anh em là con út. Ở trong nhà nhiều khi mình vô tư lắm, mình chẳng có bây giờ mình để ý làm gì cả. Làm chồng em cũng ngại quá. Rồi sau đấy là chồng em có nói là trời ơi, về bị chửi quá trời luôn. Rồi có những lần sau nó cũng có tới, nhưng mà chỉ đến cổng thấy bố bạn đang đứng ở đây. Chào cái hỏi là bác ơi con hỏi thăm có nhà không? Là thấy bác sĩ có mặt xuống cái không có nhà. Thôi cúp người chạy không chứ không nhận. Vậy là do lần đầu ra mắt nó không ấn tượng đó. Dạ vâng. Ngồi nguyên từ sáng đến trưa đó. Bị nhưng mà má không có nhà, má đi suốt ngày. Ừ. Đi từ sáng cho đến tối mới về. Nhưng khi mà tới đám cưới rồi thì cô có thấy con dâu mình được không? À, lúc đầu thì về nhà nói chung ra nấu ăn thì cũng vụng về lắm. Dạ. Cũng không biết nấu ăn. Nhiều lúc làm đồ ăn thì dầu mỡ là lung tung ra hết. Có nhiều lúc nấu, ví dụ như nấu một nồi lẩu, má còn nấu lẩu cho má ăn. Nấu một nồi lẩu thì không biết bao nhiêu gia đình ăn cho hết nữa. Trời ơi, nói nhiều ớt là nhiều luôn. Nè, cô ăn có tí xíu à. Nhiều khi cô cũng bảo là thôi từ nay trở đi không cho con đi chợ nữa. Dạ. Con đi chợ con mua nhiều như vậy rồi ăn sao hết. Đó là một phần ạ, tại vì mình không biết nấu ăn. Nhà thì không có phải nấu, tại vì khi ở nhà thì toàn bộ là ba mẹ làm hết. Đến khi xuống dưới nhà, nhà chồng thứ nhất là thấy gia đình chồng em đông người thì mình cứ nghĩ đông là phải ăn nhiều. Ăn nhiều thì mình phải nấu nhiều. Cái lớn là nấu thiếu thì sao? Hai mẹ con hợp nhau về vấn đề gì nhiều nhất? Hợp thì mình nói cái gì nó cũng nghe, bảo cái gì nó cũng được. Nói nghe chung chưa là chắc đã hợp với cô. Không, con dâu cô biết. Nhiều không, nó không. Nghe cái gì nó nghe, nó phải chịu thôi, nhiều khi nó về nó sợ. Nó làm dâu nó phải sợ vâng. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Thích mua sắm cho mẹ lắm. Nhưng mà nghe thì nghe, nhưng mà có nhiều cái vấn đề cái bản tính mình đi hướng lắm.
có nhiều vấn đề nhưng mình không nghe là mình không làm. Nghe không nhưng mà không làm. Vâng, kệ mẹ nói kệ mẹ. Con không làm con không làm. Rồi lúc đó sao? Lúc đó cô biết điều đó không? Không. Thì cô cứ nói nó làm sao? Tại vì cô cứ ở dưới chợ suốt ngày. Cô nói nó làm không làm kệ nó đúng không? Ở nhà ai làm cô cũng có biết đâu. Một phần á em nhà mẹ, tuy là mẹ có con gái nhưng mà mẹ không có gần gũi với con gái nhiều cho lắm. Nên là khi mà thời gian đầu khi mà mình mới về tình cảm nó chưa có. Nhưng mà lúc như cái hôm mới cưới xong, cái hai vợ chồng em cũng ngồi nói với chồng là thôi, cái vấn đề mà cưới chắc chắn á, nhà mình á, cái điều kiện nó cũng không có được như nhà người ta, chắc chắn là mẹ sẽ phải vay mượn. Nên là thôi bây giờ cái tiền mừng, thay vì mừng để làm vốn cho vợ chồng mình làm ăn á, bây giờ thôi mình gửi lại cho mẹ để mẹ lo cái nợ nần cho đám đi. Hai vợ chồng mình còn trẻ, còn sức khỏe, từ từ làm nó cũng được. Xong xuôi, thay đồ trước khi mà lên xe để đi hơn tuần trong mặt á, thì hai vợ chồng có vào và đưa cái số tiền mừng cho mẹ. Rồi cũng nói như vậy với mẹ. Thế là lúc đấy mẹ em khóc. Khi mà mẹ em khóc á, là lúc đấy em mới biết rằng mẹ không khó tính. Bởi đối với một người mà dễ khóc như vậy, dễ xúc động như vậy thì chắc chắn mẹ không dễ, mẹ sẽ không khó tính. Đúng rồi, mẹ mà như vậy thì mình dễ sống. Chỉ cần mình cố gắng, mình cố gắng. Khó hay không là do mình chứ không phải là do mẹ. Mình cố gắng thì chắc chắn là sẽ được. Tự bản thân phải biết tạo để gần gũi với mẹ hơn. Như chẳng hạn như tối đến bình thường á, mẹ em đợt đấy bắt đầu tóc có tuổi, bắt đầu có tóc trắng. Bình thường là do chị gái chồng em và em chồng em, hoặc là có khi cũng có chồng em ngồi nhổ tóc cho mẹ. Bữa nay không, em về mà hết ngồi không dằn. Tối nay em ngồi nhổ tóc cho mẹ hết. Hai mẹ con vừa ngồi nhổ tóc, ngồi coi phim, có khi mẹ ngủ luôn. Ngủ luôn thì đập mẹ dậy, đi vào giường ngủ chứ ngồi đi ngủ. Em kể mẹ em khóc rồi kìa. Thật sự là rồi cứ như vậy rồi. Ví dụ như nhà chồng em, tại vì các anh chị em cái tuổi nó gần nhau, có nhiều cái nó chưa có phần nề nếp. Mà tự nhiên cái năm đấy mình thực chất là còn nhỏ, nhưng mà cái năm đấy Tết đầu tiên. Em nhớ rõ là Tết năm đấy là Tết năm đầu tiên. Mùa Tết bận lắm. Tết nhà em bán hàng ở dưới chợ, có nhiều khi là những cái ngày Tết ấy ở luôn dưới chợ 11, 12 giờ đêm mới về mệt lắm. Nên khi những cái ngày Tết là tranh thủ ngủ. Nhưng mà cái Tết năm đấy đầu tiên em về, lễ này sáng xong là em lùa hết mọi người dậy. Em lùa hết dậy rồi mời ba má ra bàn ngồi, các anh chị em quây quần lại để chúc Tết, chúc tuổi ba má, rồi mừng tuổi cho ba má. Ba má mừng tuổi lại cho các con. Thế là mẹ em lại khóc. Mẹ em rất là dễ xúc động, rất là dễ khóc. Từ đó mình đã nhìn thấy rằng mẹ thật sự là một con người rất là yếu đuối. Cô khi mà con dâu mình đưa toàn bộ tiền cưới của nó cho mình, cô nghĩ sao mà cô khóc cô? Cô thấy nhiều nhà. Ba cái đồng tiền người ta dành giật nhau ấy, còn con mình nó không có đồng nào mà nó đưa hết cho mẹ. Cô thấy thương con. Rồi cô xử lý sao với số tiền đó? Cô đâu có lấy đâu mà nó cứ bắt cô lấy thôi. Yeah. Cuối cùng có lấy không cô? Thì cô cũng lấy. Tại nó muốn cô lấy mà. Bắt đầu cô thương con dâu từ lúc đó đúng không? Thương lắm chứ. Nó bước vào nhà mình là mình đã thấy như con gái của mình. Nhưng mà giờ cái chuyện cái tính tình của cô với là con dâu có những điều gì không hợp với nhau không? Khé trong cách cư xử, tính chính từ khi về làm dâu mẹ về em cũng học được cái cách khé đó của mẹ. Chỉ nếu mà nói đến những cái khúc mắc thì chỉ có một số thời gian ban đầu mình về thì mới làm dâu mẹ, không phải là mẹ ruột. Có một số cái thì mẹ làm nó không được như mẹ ruột, mình sẽ không được như nhà mẹ ruột thì cũng thấy tủi thân. Những cái chuyện đó là chị đã từng chia sẻ với mẹ chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ em nói tới với mẹ. Vậy thì nhân dịp này chị có thể chia sẻ để mẹ giống như là mẹ hiểu mình hơn không? Dạ giống như là cái đợt em sanh em bé đầu tiên. Thì em là em sanh mổ. Rồi khi mà sanh xong thì mẹ em tại vì do bán tạp hóa không có khéo trong cái vấn đề chăm và đẻ hay là chăm em bé sơ sinh đâu. Nhưng mà mẹ nói chung là trách nhiệm của người mẹ nên mẹ cũng đi lên dặn với bà ngoại. Đuổi bà ngoại đi về, cứ để đấy để chăm cho. Thế là ngoại em thì do đã chăm cái giờ trước đó thì đến cái lúc đó cũng về muốn tắm rửa ăn cơm nước rồi mới lên. Thế để lại cho bà nội chăm. Bà nội đi lên chăm cháu mà bà nội ôm thêm một đống sổ sách nữa. Đống sổ sách nữa. Rồi mẹ làm sổ. Em thấy mẹ làm sổ em không nói gì hết tại vì con còn ngủ mà mình thì vẫn đang nằm trên giường gì hết. Rồi mẹ làm sổ xong cái mẹ lăn ra mẹ ngủ luôn. Mà lúc đó thì em bé nó dậy và cần uống sữa. Mà em thì còn mổ đau mà
cũng không dám gọi mẹ dậy. Mình nghĩ con dâu giờ sao dám gọi mẹ dậy, để sai mẹ đi pha sữa giờ. Phải ráng bò dậy để mà đi pha sữa cho em bé. Cứ tự nhiên lúc đó trong lòng cảm thấy tủi, tủi thân lắm. Bây giờ sao dám, mà nếu mà có mẹ mình ở đây á thì chắc chắn mẹ mình sẽ không có để cho mình như vậy, không để cho mình bị đau đi xuống giường mà phải như vậy, chắc chắn mẹ sẽ làm. Cho đến khi mẹ em đi lên là mẹ em thấy thế như vậy, mẹ em cũng không có nói, biết là mình buồn nhưng mẹ không có nói. Mẹ đặt bỉm cái bé ra là một quan rồi, cũng không thấy mẹ chồng hay luôn. Mẹ chồng, mẹ vợ, mẹ ruột em cũng làm mầm làm bầm. Lúc đó cảm thấy tủi và cảm thấy trời ơi làm sao mà. Thực sự lúc đó rất là tủi, cũng nói với chồng. Mà thay vào đấy thì chồng em cũng biết và cũng nói với em là do mẹ là do cái người phải đứng ra lo cái kinh tế trong gia đình là chính. Mẹ bán với chợ, như ngày xưa mỗi lần chăm con á cũng là do bố chồng em, nên mẹ sẽ không để ý được cái vấn đề chăm em bé, nên mẹ không có biết, nên thôi em thông cảm. Không, vì là mẹ em kinh doanh mệt quá, từ tối về còn tính sổ sách nữa, đặt con số là cũng nguy hiểm lắm, cũng phải thông cảm cho mẹ chồng ha. Dạ. Đó là cái thời gian đầu. Về sau này khi mà em nghỉ làm công ty rồi em về nhà không đi làm nữa, biết nhà em có người thì về để bán phụ cho mẹ và chị. Và mình nhìn thấy được bán hàng tạp hóa nó rất là cực, nhìn thấy được mẹ và chị cực như vậy, thế là mới hiểu ra là mình đã vô tâm như thế nào. Những cái ngày lễ trước đây mình đi chơi mà bị chửi mình còn cảm thấy khó chịu, và rồi cảm thấy là cái hôm mà ở trên bệnh viện mà mình có cảm tủi thân hay là mình trách móc mẹ trong lòng như vậy á là mình sai. Thế từ đấy là thông cảm và thương mẹ và chị rất là nhiều. Có khi nào con dâu ngồi tâm sự với cô thế này chưa? Cô làm cô mệt lắm, cô về là cứ cô lăn đâu là cô ngủ đấy rồi. Dạ. Sao có một mình cô quần quật như thế, cô không chia sẻ cái công việc cho con cái trong nhà? Trời ơi, đâu có, nhà cô hai hàng lận, hai hàng tới ba người bán mà cũng mệt lắm. Cô cứ từ 4:30 sáng. Chú ở nhà đâu cô? Chú cũng phụ nữa. Chú có giúp cô được gì không? Sáng là 4 giờ sáng là hai vợ chồng dậy, 3 giờ là chú đã dậy rồi. Trời sao dậy sớm vậy cô? Dậy uống cà phê, rồi bắt đầu 4 giờ gọi cô dậy. Vậy là hai vợ chồng 4:30 là lên đi xuống chợ. Cứ làm như thế rồi sức khỏe sao cô? Là chú lại bị ung thư á. À vậy hả? Chú bị ung thư nên là chú bây giờ cũng phải tranh thủ để tập thể dục. Lâu chưa cô? Chú bị được 2 năm. Bây giờ sức khỏe thế nào rồi cô? Thì nói chung cũng tạm tạm. Ung thư bao tử. Dạ. Giờ thì cũng tạm thôi. Không biết là ba cái bệnh đấy thì không biết là nó làm sao. Trời ơi, nào lo gia đình, nào lo cho sức khỏe của chú nữa. Cô cảm giác có một mình cô gánh những cái điều đó không? Cũng nhiều người gánh, còn cô nó gánh nữa chứ sao cô gánh nổi. Dạ. Nó mặc dù nó ở ngoài đấy vậy chứ mà nó lo hết. Lo hết luôn hả? Mỗi tháng như vậy em về với bố mẹ mấy lần em? Trời ơi, cô em ăn về luôn. Như cơm bữa đến nỗi mà về đến nỗi bây giờ bị cấm không cho về nữa. Thì chúng mày về ít thôi, về tốn xong rồi đi đường xa rồi con thơ. Nói như vậy cô con dâu cũng có những cái tình cảm rất đặc biệt với gia đình đó. Đúng rồi ha, lo đủ thứ hết trơn á. Em có một kế hoạch gì cho gia đình của mình chưa? Dạ có chứ, vợ chồng em đến bây giờ làm mà ra mở quán cũng đã gần 3 năm rồi. Để dành thì cũng có để dành được, như bên nhà ngoại em á cũng lúc đầu không biết thì kêu vợ chồng để dành rồi, tại sao ngay cả cái xe cũng không chịu mua mà đi, hay là không mua đất mua nhà. Chồng em không nói, nhưng mà em lên tiếng, em tự bản thân em nói với chồng em kêu bây giờ ba má thứ nhất á là lớn tuổi yếu rồi, giờ muốn ba má mà về hưu á thì phải có một cái khoản cố định, phải có một cái khoản chắc chắn thì ba má mới dám nghỉ về hưu. Nên vợ chồng em bây giờ trước mắt đang làm hướng tới là muốn sửa cho ba má cái nhà. Không cần biết là sau này vợ chồng mình có được về ở với ba má hay không, nhưng mà trước mắt cứ phải sửa cho ba má cái nhà. Nên vợ chồng em bây giờ đang làm những cái khoản để dư của mình, không lo đến cho gia đình mình được, phải lo cho ba má trước. Hay quá, cô con dâu rất là tuyệt vời. Đó là chia sẻ của con trai. Hôm nay chúng ta đã nói ra những cái điều mà có thể chưa bao giờ mẹ con nói với nhau. Vậy thì trước mắt mọi người thì cô có muốn con dâu mình như thế nào với mình hay không? Thì cô cũng muốn con cái nó biết chăm sóc gia đình nó, rồi làm cái gì cũng hạ tiện hạ tặng để lo còn về sau. Vậy thôi. Thôi. Còn con dâu, cô muốn nói gì với mẹ chồng? Tại vì mẹ chồng em là một người sống nội tâm. Có nhiều vấn đề mẹ biết rằng mẹ rất là thương con cái nhưng mà không bao giờ mẹ nói ra. Mẹ có tuổi rồi thì thật sự là rất là muốn cho mẹ về hưu.
để Tết đến gia đình có thể quây quần vui vẻ. Chứ cứ làm như thế này thì mỗi lần Tết đến tụi con về có mấy ngày à. Muốn họp gia đình thì mùng 2 Tết mẹ đi bán mất tiêu rồi. Xuống với nhà nội cũng không có ai hết, vợ chồng con rất là buồn. Bởi vì không có cảm nhận ra được cái tình cảm gia đình. Mình đi xa thì mình rất là muốn có được cái tình cảm gia đình ấy. Cô hứa với cháu về đi. Thì mẹ cũng cố gắng, cố gắng bán thời gian để chuẩn bị. Cố gắng thời gian nữa mới nghỉ. Làm sao mà về hưu bây giờ được? À. Vẫn còn khỏe mà nhỉ? Vẫn làm được mà. Nhưng sao mà tình vậy? Cảm là chính cô. Nó chứ phải trích ra thời gian dành cho con cháu ha. Em có muốn hứa gì với mẹ không? Dạ, bây giờ biết chắc mẹ muốn mẹ kêu lên một thời gian nữa, nên bởi vậy vợ chồng con sẽ lại phải càng cố gắng để cho mẹ sớm được về hưu. Chắc chắn. Rồi hai mẹ con ôm chặt lấy nhau nào.